Như đã hứa thì vào buổi tối chủ nhật mình sẽ làm một video Q&A. Tuy nhiên thì hôm nay là giữa tuần rồi nên không muốn nói là gần cuối tuần sau. Và mình rất xin lỗi các bạn bởi vì mình làm video quá muộn. Thực ra là do mình lười. Nhưng mà các bạn định làm gì mình? Các bạn định đánh mình á? Đừng làm như thế, mình không muốn bị đánh. Nhưng mà hiếp dâm thì được. Và vẫn như thường lệ ấy, thì mình sẽ đọc các câu hỏi các bạn đã trả lời cho mình ở trong group Bệnh viện Tâm Hồn. Đây là group mà các bạn có thể giao lưu với mình, nói chuyện với mình và anh em có thể chém gió với nhau thoải mái. Và cũng như nhiều hôm trước thì có rất nhiều câu hỏi các bạn gửi cho mình. Nên là mình luôn luôn xin lỗi trước các bạn trước video, đó là mình không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn được. Và không mất thời gian nữa, đầu tiên chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn là bạn Lưu Tuấn Tài. Lưu Tuấn Tài: hồi trước xem Lâm Nấm nghe bảo bác sĩ bị hôi nách, thế có hôi thật không bác sĩ? Tài này, làm gì có chuyện đấy? Làm gì có chuyện đấy hả Tài? Làm gì có chuyện mà một thằng không bị hôi nách mà lại bị người ta bảo là hôi nách? Tôi bị hôi nách. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Duy Nam. Có cách nào ngủ ít mà không thiếu ngủ không ạ? 12 giờ, 11, 12 giờ ngủ mà sáng dậy vẫn như con gấu trúc da thì sạm đen. 11, 12 giờ ngủ là cũng không phải là ngủ muộn đâu. Nếu mà như bạn mà ngủ tầm đấy mà 6 giờ dậy là đủ tiếng rồi. Còn cái việc mà bạn mà bị da sạm đen, mắt thâm có hai nguyên nhân. Một là do cơ địa của bạn. Vốn dĩ bạn là như thế rồi. Thì cái này thì không trách cái giờ giấc của bạn được. Cái thứ hai có nghĩa là bạn vẫn ngủ đủ giấc nhưng mà bạn ngủ lại không sâu. Cái này chúng ta có thể dùng một số các bài thuốc gia truyền, thuốc nam. Hoặc là chúng ta có thể lên mua những thực phẩm bổ sung giúp ngủ ngon. Hoặc là những cái thực phẩm bổ sung dưỡng chất cho chúng ta. Bởi vì là do cơ địa của bạn bị như thế thì bạn bổ sung dưỡng chất các thứ không hề đắp mặt nạ. Đấy, thiếu gì cách. Chứ còn mà mình nghĩ cái này không liên quan đến việc bạn ngủ nhiều ngủ ít đâu. Tiếp theo là bạn Nguyễn Niên. Ôi, bạn đòi hỏi câu nhạy cảm quá. Bạn Trung Kiên Nguyễn. Ok, Trung Kiên Nguyễn hỏi mình là: ra trường xong có làm vật vờ không? Và kênh này thuộc vật vờ không? Ra trường xong có làm vật vờ không? Cái này mình không biết. Cái này này mình chưa nghĩ tới. Còn mà kênh có thuộc vật vờ không thì các bạn thấy đấy, mình làm một mình. Mình làm một mình ở nhà mà. Thì làm sao mà thuộc vật vờ được. Cho nên là cái kênh này là của riêng mình, không thuộc kênh nào cả. Các bạn thấy đấy, làm một mình nó vất vả lắm. Làm một mình bây giờ quay, tự set, tự quay, tự edit rồi mẹ. Đôi khi lấy cái này cái kia chạy ra chạy vào. Cái máy thì có một cục pin, sạc sủng các thứ, quay rất là mất công, khổ lắm. Nên làm một mình nhá, kênh này kênh của tôi nhá. Ông nào muốn đóng góp mà xây dựng giúp kênh thì có thể gửi tiền trực tiếp qua cái số tài khoản ngân hàng của tôi. Hôm sau tôi để phía dưới video. Bạn Hồ Phúc Hoàng có hỏi mình: có cách gì để bạn bè không ép rượu không ạ? Em muốn không được tốt. Câu này anh là một thằng đã từng bị dính, là anh cũng không uống được rượu và anh bị ép rất nhiều. Và thực ra là do mình ngay từ đầu quán triệt là mình phải bảo là tao không uống được rượu. Một là tao đéo đi, hai là tao đi cho đéo uống. Chứ không có chuyện mà không uống được rượu mà vẫn đi sau ngồi ép uống, mình uống nể, nó không bao giờ có chuyện đấy. Nên là em phải cứng rắn với tính cách của em. Khi người ta biết tính cách của em không thể lay chuyển được như thế thì không ai ép được em cả. Chứ còn đừng nghe mấy thằng bảo là uống rượu được mới làm được việc. Ông bị điên là uống rượu và ông làm việc ông giết người ta à? Ông bây giờ đi làm tài xế lái xe container uống rượu ông làm việc à? Ông bị thần kinh à? Mấy thằng cứ bảo ký hợp đồng trên bàn nhậu, xin lỗi ông đi, người ta vào bàn nhậu người ta ký hợp đồng nhưng mà ta không uống nhiều đâu, chủ yếu bia ôm, chủ yếu ôm thôi không uống đâu. Bạn Khánh Lê có hỏi mình: làm sao để dứt bỏ một người mà từng vì người đó cố gắng rất nhiều ạ? Thế thì tại sao em phải dứt bỏ bạn ấy? Hay là do em bị bạn ấy đá? Anh nghĩ là nguyên nhân cái này là chắc chắn là em do bạn ấy đá rồi, bởi vì không có ai ấy mà cố gắng nhiều với một người, yêu một người rất nhiều tự nhiên muốn ra đi. Hoặc là cũng có thể là do bạn ấy không tốt với em. Thì nói chung là mình quyết định điều gì thì mình phải chắc chắn với bản thân của mình, là mình phải quyết tâm làm điều đấy. Đừng bao giờ lưỡng lự, đừng bao giờ nghĩ đến cái đường khác. Quyết cái gì chỉ có một đường để chọn thôi. Đừng trở lại cái suy nghĩ nào cả. Không bao giờ có chuyện phân vân. Muốn rời bỏ thì bản thân mình quyết tâm rời bỏ. Còn anh thì không phải là cái người chủ động mà thích rời khỏi trong tình cảm, nên anh không biết. Còn nếu mà người đó đã ra đi ấy mà là người chủ động bỏ em ấy thì anh nghĩ là em cũng muốn giữ thì em chả giữ được. Đấy là cái chuyện đúng luôn. Đừng có oai kiểu bảo tao không giữ nữa. Ui ơi, ông có giữ được đéo đâu mà ông bảo không giữ nữa, nó bỏ ông cơ mà. Nên là dù lý do gì thì mình luôn luôn chắc chắn với quyết định của mình thôi. Và mình luôn dặn mình là mình không hối hận. Thế thôi. Chứ còn làm sao phải từ bỏ? Từ bỏ thì mình không ở lại nữa, mình không quan tâm nữa là từ bỏ rồi. Chứ cái câu hỏi này quan trọng vào tâm lý của em. Chứ còn anh không thể đưa lời khuyên được. Và ở đây bạn Võ Thanh An gửi cho mình một câu hỏi tương đối mới. Bác sĩ nghĩ sao về tình trạng
một số trang nổi tiếng chia sẻ việc tự sát của Gohara, sự cô đơn gặm nhấm hàng đêm, gây ra cái chết âm thầm và đau đớn. Riêng quan điểm của em thì giàu và cờ đờ, sống có tiền thì sống phong cách, ngày chủ nhật đi chơi, đéo thèm nói chuyện với ai, xong tự cô đơn tự chết, những cái chết nhảm lồn. Đấy là em chưa hiểu em ạ. Đấy là em chưa hiểu cái áp lực khi mà bị truyền thông người ta đè nén vào. Anh không biết Gohara vì anh không nghe nhạc Hàn Quốc. Không biết là diễn viên hay là ca sĩ, nhưng mà anh không, mấy khi anh xem Hàn Quốc các thứ phim thì anh có xem một vài phim. Nhạc cũng biết Big Bang thôi chứ anh không biết nhiều. Thì Gohara này anh được biết là như mọi người kể là bị lên án nhiều với những cái này cái kia, bị vùi dập, bị chỉ trích. Em hay không biết là em đã rơi vào cái tình trạng đấy bao giờ chưa, nhưng mà bất kỳ ai cũng đã từng lâm vào cái hoàn cảnh là rất bức xúc và không thể chia sẻ với ai cả. Và nếu mà cái bức xúc nhỏ ấy, em có thể giấu một mình, em có thể khóc, hoặc là em có thể làm bất kỳ cái gì để quên đi, thậm chí em có thể bật sách lên em sóc lọ xong một phát là em hết buồn. Nhưng mà bây giờ cái kiểu mà hàng trăm hàng nghìn người chỉ trích em, mỗi lần ra ngoài đường em bị người ta rẻ biểu, em xuất hiện ở sự kiện nào báo chí người ta cũng đăng tin về em, rồi người ta bới móc thông tin quá khứ của em. Em thấy đây, đi khi người ta mất rồi, bố mẹ của người ta còn không đến đám tang cơ mà. Khi mà bị cả gia đình quay lưng lại, em có muốn sống nữa không? Anh nói thật, có nhiều thứ tiền không thể mua được. Nhiều tiền đến mấy nhưng mà cuộc sống của mình nó cảm thấy nó bí tắc, nó cảm thấy nó bí bách. Và trong tâm lý của mình nó không thoải mái thì mình cũng cảm thấy không vui vẻ mà sống được. Tiền để làm gì? Tiền để làm tâm lý thoải mái thôi. Chứ còn tâm lý không thoải mái cầm nhiều tiền vẫn tốt, nói chung là anh có từng cái tiền thì vẫn vui. Nhưng mà cái việc mà bị chịu áp lực, bị chỉ trích, bị nhiều người lên án các thứ đấy thì thực sự là cái này mình không phải trách người ta tự tử được. Anh không khuyến khích việc tự tử, nhưng mà có một số người thì việc chết đối với họ dễ hơn là việc sống. Nên là cái vụ Uhara này, người chết đấy không muốn bàn nhiều, bởi vì anh cũng không hiểu là người ta chịu đựng những cái gì, nên là mình cũng không bình luận. Chứ mình không thể coi nhẹ được cái vấn đề là chỉ trích, không thể coi nhẹ cái vấn đề là bị người ta soi mói, xỉa sói, lên án các thứ. Đôi khi là bị làm tổn thương tâm hồn ấy, nó còn đau đớn hơn là em bị người ta hiếp dâm nữa. Nên là các bạn thấy đấy, vào bệnh viện tâm hồn của mình đi, mình sẽ chữa lành tất cả mọi người, chứ không có ai bị kỳ thị, không ai phân biệt ở trong đấy hết. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi đến từ bạn Trọng Vĩnh Hồ. Diễn viên yêu thích của bác sĩ là gì? Bác sĩ thích thể loại nào? Không biết là em hỏi anh về điện ảnh Việt Nam hay điện ảnh Âu Mỹ, điện ảnh hay là điện ảnh Nhật Bản. Nhưng mà nếu mà diễn viên anh yêu thích thì sẽ là anh Trương đi ra nhá, hôm sau trả lời. Muốn tập hút vape thì dùng loại nào? Bác sĩ không hút vape. Bác sĩ cho ý kiến về việc ngừng chiếu Táo Quân, chương trình hài nhảm lên ngôi tràn lan. Hài nhảm? Thế nào là hài nhảm? Thực sự là mình thấy có nhiều phim hài là hài nhảm, là những cái hài ở trên YouTube khoe mông, khoe vếu, khoe bộ phận sinh sản các thứ tùm lung tờ lừa ở trên YouTube. Và đối với mình thì đấy là hài nhảm. Còn hài mà mình xem mà mình cảm thấy mình có thể miễn cưỡng mình cười được thì không có gì hài nhảm cả. Có nhiều trường phái hài khác nhau và những cái chương trình truyền hình hài thì người ta phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. Nên là anh ví dụ có chương trình nào đấy anh không thích thì anh cũng không bình luận gì cả, vì có nhiều người thích những chương trình như thế. Còn việc ngừng chiếu Táo Quân thì anh thấy đây là một điểm đáng tiếc. Anh là người sinh ra ở một tỉnh Bắc Trung Bộ nổi tiếng với truyền thống hiếu học và quan tâm đến thời sự chính trị và cũng như là những vấn đề đời sống xã hội. Điển hình là những vlog của anh luôn làm những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm, những vấn đề xã hội và cuộc sống xung quanh. Thì đấy, việc chiếu Táo Quân là một việc thiệt thòi cho những bạn trẻ sau này. Khi mà các bạn cả năm các bạn xem mấy cái kênh vlog các thứ kiểu thử thách ngu rồi, đến cuối năm có cái chương trình thông minh một tí thì ông cũng không chiếu nữa, thì bây giờ biết xem cái gì cho nó thông minh ra. Đấy là cái việc sai lầm mà khi mà ta bị chiếu Táo Quân. Tuy nhiên thì cũng phải chịu thôi. Chương trình không chiếu nữa, không có để xem nữa, thì đây là một việc đáng buồn. Có nhiều người không thích Táo Quân, họ thấy bình thường thì anh cũng thấy bình thường với họ luôn, bởi vì là mỗi người mỗi gu khác nhau, anh không bình luận nhiều. Còn anh thấy tiếc, Táo Quân đéo có thì Tết đéo vui. Vâng, và câu hỏi tiếp theo. Tuấn Anh, bác sĩ đã đéo đi làm à? Xin lỗi Tuấn Anh nhá, địt bẹ cái chân của tôi vừa nhiễm trùng nha, xong hôm nay địt bẹ đi học, bị một thằng lồn nó dẫm vào chân xong nó quay lại. Xin lỗi. Vãi cứt, địt bẹ mày dẫm vào chân bố mày xong mày xin lỗi xong bây giờ lại phải mua băng gạc về băng tiếp, nhưng mà chắc chắn là vẫn đi làm lại được. Cái này thì hết nhiễm trùng rồi. Bạn Hoàng Dũng có hỏi mình, bác sĩ một lần quay gà mấy lần? Mình không biết quay gà này là quay cái gì, nhưng mà nếu mà bạn hỏi mình về quay tay ấy thì hỏi mình một tuần mấy lần hơi khó, bạn hỏi mình một ngày mấy lần mình có trả lời được. Mình một ngày thì mình làm khoảng một lần rưỡi. Vâng, bạn Trần Minh Uy có hỏi mình hướng đi kênh YouTube của bác sĩ là gì? Bác sĩ có học y không? Và tại sao bác sĩ lại
đặt tên kênh là Bác sĩ Linh, trả lời nhanh gọn này, quay hơn 10 phút rồi này. Thứ nhất, mình không học y. Thứ hai, hướng đi của mình đó là làm review everything, review tất cả mọi thứ và làm những vlog về những vấn đề mình muốn, cũng như là những vlog về cuộc sống xung quanh mình, và có cả trả lời câu hỏi nữa. Tuy nhiên thì review và vlog là hai cái mình làm nhiều nhất, trả lời câu hỏi thì lâu lâu làm thôi. Còn tại sao mình đặt tên là kênh Bác sĩ Linh á? Trước có clip giải thích rồi, ông hỏi nhiều quá, mấy ông cứ hỏi cái câu này khó với lì. Bạn Tuấn Trung có hỏi mình một câu hỏi, câu này là đang cổ suý tinh thần Tuesday đấy, thứ ba đấy. Em có con bạn vừa nhắn tin cho em, nó bảo là nếu không có người yêu, giá như nó không có người yêu thì nó sẽ yêu em, xử lý ca này sao? Bơ nó đi em ạ, à, nó là con gái đi thoa dầm đáng, đồ thì mẹ lăng loạn. Có người yêu rồi còn đi thả thính em như thế, thế em có chắc là nó nhắn tin một mình em không? Hay là em là một trong số rất nhiều đứa mà nó nhắn tin như thế? Bạn ơi, nhiều bạn lắm, mà cứ mỗi thằng bạn nó cho một tin như thế thì hơi cay. Mà em làm như thế, ví dụ em yêu nó đi, em cưa nó đi, em thấy tội thằng người yêu nó, em đang gây nghiệp ấy. Nên là đừng bao giờ phá vỡ hạnh phúc của nó. Nó lăng nhăng như thế thì mình cũng biết điều, mình tránh xa nó, để cho thằng khác mẹ nó dính đi. Chứ mình có phải là chủ động yêu nó từ đầu đâu mà bây giờ mình nhảy vào. Thế đây là thử cơ hội thì nó không hay, anh không thích cái đấy lắm đâu nhé. Vâng, và một số cái câu hỏi cuối cùng bạn Văn Phát, đây là một câu hỏi mà mình cũng nghĩ rất là nhiều. Bác sĩ chia sẻ một vấn đề, xem mấy cái video chữ nghĩa linh tinh đạo lý màu mè tình nghĩa anh em của giới trẻ hiện nay đi bác sĩ. Không phải giới trẻ hiện nay đâu em ạ, thực ra là cứ giới trẻ hồi nào cũng có, bởi vì cái hồi anh học cấp 2, cấp 3 hay học cấp 3 trên Facebook thỉnh thoảng anh vẫn xem mấy cái đấy, nghĩ lại hơi nhục. Nhưng mà do cái tâm lý chưa phát triển hết, nói chung là nó còn trẻ trâu thì nó xe đấy, chuyện bình thường. Tuy nhiên là phải phổ. Tuy nhiên là công nhận bây giờ là mạng nó phát triển hơn nhiều thật. Facebook bây giờ nhiều người dùng hơn, nên là cái nội dung những cái tư tưởng cổ suý vô vao vẩn nó cũng nhiều hơn. Nào là cổ suý cho bọn con gái là tư tưởng thực dụng này, rồi là mấy thằng con trai là kiểu thích thể hiện, thích làm giang hồ này, rồi là kiểu ăn chơi đua đòi các thứ đú bẩn đú biếc. Nó tràn lan Facebook, và đây là một cái điều mình anh thấy là cũng khá là lo ngại. Bởi vì là giới trẻ bây giờ thì cấp 2 nó bắt đầu dùng Facebook rồi, chứ không phải là lớn lớn dùng đâu. Mà nó có thể ảnh hưởng rất là nhiều khi mà nó đọc những cái đấy và những cái suy nghĩ đấy trong độ tuổi nó đang dậy thì. Và nó sẽ trong giai đoạn này nó nhớ rất là lâu, và nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nó trong cái thời gian nó trưởng thành. Bởi vì đây trong giai đoạn nó chuyển mình mà nó đang lớn lên mà. Mà trong lúc nó đang lớn lên, em tưởng tượng một cái cây đang lớn ấy, mà bây giờ em uốn nó vặn vẹo, đến lúc nó lớn nó sẽ thành một cái cây, nó chả ra cái gì cả, nó uốn a uốn eo, nó vặn vẹo, và con người chúng ta cũng thế. Những cái thời điểm này mà tiếp xúc với những cái đấy là thực sự là một điều đáng lo. Tuy nhiên là mình vui vì là sẽ có những cái bạn độ tuổi đấy và xem video của mình. Mình thì có thể là hay chỉ tục hay nói bậy, nhưng mình luôn luôn mong các bạn là có thể tiếp thu những cái suy nghĩ tốt. Còn những cái mà suy nghĩ của mình nó quá tiêu cực, nó quá cực đoan, nó quá một chiều, thì các bạn có thể góp ý cho mình hoặc chửi thẳng vào cái mặt lồn của mình, để của mình có thể phát triển vào những video lần sau, có thể là sửa đổi quan điểm. Đấy là cái việc chúng ta giúp nhau để cho xã hội tốt lên, con người nhân cách các thứ nó cũng gọi là good lên. Còn bây giờ thì hết câu hỏi rồi. Video lần này thì mình cảm thấy nó hơi dài. Tuy nhiên thì mình cũng đã trả lời được khá nhiều câu hỏi các bạn, cũng như là một số vấn đề về suy nghĩ của cá nhân. Thì hy vọng các bạn sẽ tiếp tục gửi những câu hỏi cho mình, và mình cũng sẽ quay trở lại sớm thôi với một video review. Ôi chết rồi, cái đồ review mình nó đây. Mình sẽ trở lại sớm thôi với một video review một món quà sinh nhật của mình. Mẹ em, chiếc tai nghe mới. Đón xem clip mới nhé.